Mời quý vị khán thính giả của Việt TV Network theo dõi bài bình luận hôm nay. Anh Thăng không có quyền bào chữa. Bài viết bởi Người Buông Gió do Phạm Cơ trình bày. Tất cả tâm điểm của hội nghị Trung ương 5 là vấn đề nhân sự. Trước Trung ương 5 một thời gian đã rồ lên những tin đồn Nguyễn Phú Trọng phải về hưu như cam kết trước Đại hội 12. Người kế cận thay Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư là Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đấy là những dự định của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Nhưng ngay sau khi Đại hội 12 kết thúc, phe của Nguyễn Phú Trọng bao gồm Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình, Đinh Thế Vinh, Trần Quốc Vượng, Tòng Thị Phóng và ngay cả Trương Tấn Sang đều không muốn Trần Đại Quang kế nhiệm chức vụ Tổng Bí thư. Nguyễn Phú Trọng đã dùng chiêu bài xây dựng Đảng và nghị quyết Trung ương 4 để ngăn cản mọi cách không cho Trần Đại Quang được làm Tổng Bí thư. Muốn thế, ông Trọng phải hạ uy tín của Trần Đại Quang để lấy đó làm lý do. Và muốn hạ uy tín của Trần Đại Quang, ông Trọng nhắm vào những người có quan hệ thân thiện với Trần Đại Quang để xử lý. Nếu những người này bị kỷ luật sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Trần Đại Quang, ít nhất là với tội danh bao che. Những người có quan điểm thân thiện với ông Quang trong Bộ Chính trị thì có Đinh La Thăng và Nguyễn Văn Bình. Cả hai người này hiện nay đều đang bị những lá đơn tố cáo về nhiều vụ việc. Những trò tố cáo này diễn ra theo một kịch bản cũ mềm, đó là dùng những cán bộ cấp cao về hưu đứng đơn tố cáo những việc mà theo nội dung trước đó, phe ông Trọng, ông Phúc và Trương Hòa Bình đã tuồng ra cho báo chí và các trang mạng xã hội. Khoan nói về đúng hay sai trong nội dung những đơn thư tố cáo này, ở đây chúng ta phải nhìn nhận việc đảng xử lý đồng chí của mình theo cách nào. Thường trong những vụ việc của những người đấu tranh dân chủ, đấu tranh đòi công bằng tự do tôn giáo, chế độ Việt Nam thường áp dụng việc thứ nhất dùng báo chí truyền thông để kết án họ ngay sau khi bắt giữ, thậm chí còn kết án trước khi bắt nữa. Không cần phải đợi đến tòa án xét xử, tưởng rằng việc như thế Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đem áp dụng với giới đấu tranh, giới này bất đồng với quan điểm của đảng. Nhưng ngay cả đến Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí của mình, khi cần, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng áp dụng chiêu bài này bất chấp mọi nguyên tắc của luật pháp. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 4 năm 2017, bất ngờ trên trang nhất hàng loạt các tờ báo của đảng đưa tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị xem xét Trung ương 5 các hình thức kỷ luật Ủy viên Bộ Chính trị, ông Đinh La Thăng. Đây chỉ là mới đề nghị, nhưng mà cách đưa tin và cách chọn những cán bộ cao cấp đã về hưu để phỏng vấn như đã khẳng định rằng Đinh La Thăng đã bị kết tội. Việc làm này của phe Nguyễn Phú Trọng là muốn đặt cho các ủy viên Trung ương ở hội nghị Trung ương 5 tâm lý là việc đã rồi, quyết định kỷ luật là đương nhiên, không nên binh vực hay bàn cãi tranh luận gì nữa. Nhưng việc chỉ đạo báo chí đăng thế nào, phỏng vấn ai, theo hướng nào đều từ ban bí thư, nơi đồng hương của ông Thăng là ông Đinh Thế Huynh làm trưởng ban. Ngay sau khi những bản tin này được tung ra trên báo, đã vấp phải phản ứng của dư luận về Đảng Cộng sản Việt Nam lợi dụng độc quyền báo chí để kết tội người khác khi chưa có phán quyết công bằng của cơ quan có trách nhiệm. Các bài báo tạm thời được đưa ra khỏi trang nhất và để xuống các trang sau. Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng đã làm một bản tường trình về những kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tất cả, thưa quý vị, hơn 20 trang và gửi đến một số cơ quan ủy viên Trung ương Đảng. Lo sợ rằng bản tường trình này đến tay các ủy viên Trung ương sẽ khiến họ ngập ngừng khi bỏ phiếu kỷ luật ông Đinh La Thăng, ban bí thư đã ra một công văn hỏa tốc đề nghị bất cứ ủy viên Trung ương nào khi nhận được bản tường trình này đều không được mở ra và phải nộp lại cho văn phòng ban bí thư. Thưa quý vị, như thế bí thư Đinh La Thăng không có quyền bào chữa. Những lời tố cáo và đề nghị kỷ luật ông ta được phe ông Trọng chỉ đạo báo chí đăng tải thật nhiều. Nhưng những lời bào chữa của Đinh La Thăng đã bị phe ông Trọng trắng trợn dùng quyền lực để bưng bít. Đảng Cộng sản Việt Nam thường rá rạ nói về sự dân chủ ở trong đảng, nhưng có vẻ dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự dân chủ trong đảng càng ngày càng mất đi, dành chỗ cho những thủ đoạn độc tài lên ngôi, dẫn đến cả việc dùng xã hội chìm trong những bóng ma của sự độc tài. Thử hỏi rằng, trong một thời gian ngắn họp Trung ương, phe ông Trọng trên cương vị điều khiển cuộc họp chỉ đưa ra những lời kết tội Đinh La Thăng
và đòi Ban Chấp hành Trung ương Đảng bỏ phiếu kỷ luật. Các ủy viên Trung ương không hề được biết gì về lời bào chữa của Đinh La Thăng. Họ không có thời gian và tư liệu để biết hết sự việc đủ hai chiều. Chỉ còn cách phải nghe theo chiều hướng thông tin của phe Nguyễn Phú Trọng đưa ra. Đến ủy viên Trung ương mà còn bị ngăn cấm, bưng bít thông tin, chỉ được nghe một chiều như vậy thì không biết sự dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam nằm ở đâu. Phải chăng phe ông Trọng coi các ủy viên Trung ương Đảng chỉ là những đứa con nít, bảo sao thì phải nghe vậy, làm theo, không được nghe thêm một nơi nào khác. Việc cấm đoán và ngăn chặn các ủy viên Trung ương không được nghe Đinh La Thăng trình bày biện hộ là một hành động phi nhân tính mà Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn đã chà đạp lên quyền dân chủ trong Đảng. Nhiều người dân hạ hê vì bị lợi dụng tâm lý rằng Cộng sản Việt Nam hài nhau càng tốt. Trên tâm lý này, họ bị những bồi bút mất lương tri của Đảng dẫn dắt nên đã ủng hộ việc xử lý Đinh La Thăng, bỏ qua phương pháp sử dụng đầy bất công cũng không sao. Thậm chí đôi người còn ca ngợi đường lối chống tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam là tốt đẹp. Nhưng những người có lương tri họ đều cảm thấy lo sợ. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam lợi dụng tâm lý dân chúng, thù ghét đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, dùng thủ đoạn bất chấp luật pháp để hại nhau, thì những trông đợi vào dân chủ tiến bộ công bằng trên nước Việt Nam còn rất xa vời. Ngay cả những cán bộ cao cấp của Đảng còn bị Đảng xử lý theo kiểu chụp mũ một chiêu, thì những người dân, những người đấu tranh còn lâu mới mong có được những điều ấy. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe bài bình luận Anh Thăng không có quyền bào chữa, bài viết của Người Buôn Gió và Phạm Cơ trình bày. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp của Việt TV Network.